Bây giờ thì chuyên viên kỹ thuật của bên Huế sẽ bắt đầu vào cái bước thực hiện cho khách hàng cái liệu trình V-Line Magic Therapy. Và bạn mà bắt đầu cái liệu trình thì đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái nước tẩy trang của December. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái nước tẩy trang của December, rửa mặt sạch cho khách, lau qua mặt cho khách. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng đến sữa rửa mặt. Thì ở đây thì chuyên viên đã sử dụng cái dòng sữa rửa mặt dạng sữa để sử dụng cho khách. Cái dòng sữa rửa mặt này thì nó sẽ tránh làm cái việc mà khách hàng bị khô da và rất là dịu nhẹ, phù hợp cho tất cả các loại da đều có thể sử dụng được. Mấy cái bé là trước làm mấy với mình à, em đang đã quay à? Vâng, em đang quay. Sau khi làm xong bước rửa sạch mặt thì chúng ta sẽ dùng toner nhé. Chúng ta sẽ dùng toner nước hoa hồng để cân bằng lại cái độ ẩm cho da của các bạn, của khách hàng. Đây là cái toner này, toner nước hoa hồng của December này. Đó, cái dòng này là cái dòng mà chuyên cho spa thì là 1.500 ml. Theo sau khi sử dụng toner xong thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái massage. Ở đây thì Huế chọn dòng massage jojoba. Cái kem massage này thì nó sẽ giúp lưu thông được những cái mạch máu và hệ bạch huyết ở dưới cái vùng da, kháng khuẩn, kháng viêm và sử dụng được cho tất cả những cái da, kể cả là mỏng đỏ hoặc kích ứng đều có thể sử dụng được cái dòng kem massage này nhé. Chúng ta sẽ xoa nóng tay lên, cho dầu massage vào tay, xoa nóng đều lên.
Chị có thấy nóng không? Ấm ấm. Massage cái tinh dầu jojoba này rất là thích. Sẽ lưu thông toàn bộ những cái khí huyết, thúc đẩy tuần hoàn máu. Đồng thời là nó sẽ thúc đẩy cái hệ bạch huyết, kháng lại những cái vi khuẩn, vi nấm và những cái bụi bẩn tác động vào sâu trong cái hệ mạch của da. Một tuần thì chúng ta nên làm một lần để massage như thế này thì da sẽ chống lại được cái quá trình lão hóa da. Sau khi massage xong thì chúng ta sẽ bắt đầu đến cái quy trình chăm sóc da bằng cái bộ V-Lai nhé. Đây là bộ V-Lai đầy đủ. Bộ V-Lai đầy đủ gồm 14 ống tinh chất chỉ vàng nano này, một cái chổi định hình này và một cái chai gel vàng 24K. Một cái chai gel vàng 24K này. Đây là cái chổi định hình này. Cái chổi định hình ở trong cái bộ này đầy đủ. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm, sau khi massage xong thì chúng ta sẽ để nguyên mặt như vậy. Và bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện. Chúng ta sẽ cho nước. Khi mà massage xong thì chúng ta sẽ cho một chút nước vào tay nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ massage lại một lượt. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện. Bây giờ thì em sẽ làm nửa mặt cho chị khách hàng nhé, để cho mọi người thấy rõ cái sự thay đổi khi mà làm nửa mặt thì sẽ như thế nào. Đây, chúng ta sẽ làm nửa mặt. Mọi người chú ý này, chúng ta sẽ đi theo cái đỉnh dích sắc. Chủ yếu cái vấn đề da của chị là cái phần mà cơ da bị chảy xệ này, rồi là cái phần rãnh cười sâu, đặc biệt là những cái phần nếp nhăn ở vùng đuôi mắt và cái phần bọng mỡ ở phía dưới mắt. Đó. Khi mà chúng ta làm thì chúng ta kỹ thuật là chúng ta sẽ vuốt ngược từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Đó. Sau đó thì một tay thì chúng ta sẽ làm chổi và một tay chúng ta sẽ kéo cái vùng da đấy lên phía trên thái dương. Chúng ta sẽ làm đến khi mà cái chổi ấy, nó rít, tức là toàn bộ những cái chất keo nó được thẩm thấu vào da, được ngấm vào dưới cái lớp trung bì của da. Cái phần trung bì của da nó sẽ là nơi chứa những collagen và sợi elastin. Chính vì thế nên cái bộ V-Lai này thì nó là cái sản phẩm xóa nhăn, nâng cơ, nên nó sẽ tác động được vào sâu ở cái tầng trung bì, giúp cho những cái căng lại những cái phần collagen và elastin bị đứt gãy ở dưới lớp trung bì, và trả lại cái sự trẻ trung trên làn da của các chị. Những cái nếp nhăn nó sẽ được xóa mờ đi, sẽ được căng lên. Đó. Chúng ta sẽ nhìn kỹ thuật viên của bên Huế massage theo cái chiều như thế này. Chúng ta sẽ kéo lực tay rất là mạnh nhé, để làm sao là căng tối đa toàn bộ những cái phần nếp nhăn cho khách hàng lên. Chúng ta sẽ vừa kéo vừa vuốt theo chiều ngược với cái chiều mà chảy xệ của da.
Chị có cảm giác gì không? Cảm giác là căng lên. Nó căng lên đúng không? Nó căng nhiều không chị? Khá là nhiều. Dạ. Nhưng mà nó có đau châm chích hay là nó có nóng hay nó cảm giác gì không chị? Không. Không đau đúng không ạ? Tức là khi mà làm cái này thì nó sẽ hạn chế được toàn bộ những cái nhược điểm của phương pháp, những cái phương pháp xâm lấn vào da, là nó sẽ không bị đau, không đỏ, không rát. Đó, và chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể thực hiện một cách dễ dàng cho khách hàng. Nếu như spa chúng ta có máy móc ấy, ví dụ như máy những cái máy móc mà nâng cơ, thì chúng ta có thể kết hợp cho khách hàng với cái liệu trình này thì cực kỳ là hiệu quả. Tôi sẽ làm nửa mặt đấy. Mỗi một lần làm ấy thì chúng ta sẽ làm hết một ống chỉ vàng nano nhé. Khi mà chúng ta làm thế này thì nó sẽ đỡ bị hiện tượng mà sụp mí trên. Liệu trình là 14 lần. Thì nếu như khách hàng gần thì chúng ta có thể làm là 3 ngày một lần. Còn nếu như ở xa thì 5 ngày thì chúng ta sẽ hẹn khách hàng đến tại spa để làm một lần. Trên video này thì mình đã nhìn thấy rõ là khách hàng bị lệch mặt rồi. Nhìn thấy rõ sự thay đổi của nửa gương mặt của khách hàng. Chúng ta sẽ sau khi chúng ta sẽ làm căng toàn bộ cái vùng da xong thì chúng ta sẽ lấy cái chai gel vàng 24k ở đây để các chị có thể là bôi. Chúng ta sẽ massage lại cái vùng da vừa mới điều trị cho khách hàng xong. Bôi gel và chị thấy da thế nào? Nó có đỡ căng cứng chưa? Đỡ căng mát. Nào. Cái khi mà khách hàng chúng ta làm liệu trình này cho khách hàng thì chúng ta sẽ để cho khách hàng là không có cười nói và cử động cơ mặt trong cái lúc mà chúng ta làm cái phần kéo căng cơ nhé.
chúng ta sẽ pha cái bột mặt nạ định hình nhé. Ở trong bột mặt nạ định hình này thì nó sẽ có cái muỗng rồi, có cái thìa để chúng ta có thể pha rồi. Chúng ta sẽ lấy cái nước đun sôi để nguội, nước sạch để chúng ta có thể pha vào cái vùng mặt nạ này. Cái mặt nạ này thì chúng ta sẽ phải làm rất là nhanh tay, bởi vì là nó rất nhanh đặc, nhanh khô. Đó. Chúng ta bôi. Mặt nạ này thì nó có cái tác dụng là nó sẽ lấy đi toàn bộ những cái bã thừa, dầu thừa ở trên cái vùng da, và đặc biệt là nó sẽ định hình lại toàn bộ những cái chỉ collagen, những cái chỉ vàng nano mà trước đó thì chúng ta đã massage vào trong cái vùng da của khách hàng. Nó sẽ giúp cho kéo dài cái thời gian trị liệu của khách hàng, giữ được lâu hơn. Đây, chúng ta sẽ đắp, nếu mà chúng ta làm test nửa mặt cho khách hàng thì chúng ta sẽ đắp như thế này, còn nếu chúng ta làm cả mặt thì chúng ta sẽ đắp toàn mặt nhé. Sau khi đắp mặt nạ được tầm khoảng 15 phút thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái lớp mặt nạ ra nhé. Cái mặt nạ này nó rất là dẻo và kết dính rất là tốt, thế nên là khi mà chúng ta bỏ ra thì nó sẽ không bị vỡ như là những cái dòng mặt nạ khác. Bên lớp mặt nạ với bên không nhìn trông da khác hẳn nhau.
đấy này, da khác hẳn luôn nhé các chị nhé, so sánh da hai bên khác hẳn nhau luôn nhé. Đó. Kỹ thuật viên của bên Huế thì đang làm những cái bước cuối cùng cho cái liệu trình mà V-Line Magic Therapy, và hôm nay thì chị khách hàng là chị Mai Anh trải nghiệm cái sản phẩm này, thì Huế đang cho kỹ thuật viên sẽ test nửa mặt cho quý khách hàng, nửa mặt ở bên này đã làm và nửa mặt bên này thì chưa làm. Thì chút nữa thì chúng ta sẽ xem cái hình ảnh của chị trước khi làm và sau khi tầm khoảng 20 phút, chị làm được 20 phút nửa bên mặt thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi trên gương mặt của chị khách hàng chị Mai Anh như thế nào nhé. Em mời chị dạy ạ. Rồi. Đây. Đó, sau 20 phút thực hiện cái quy trình V-Line Magic Therapy thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi nửa bên này của chị khách hàng so với nửa bên này. Thì các chị sẽ thấy là thứ nhất là về cái phần bọng mắt. Bọng mắt bên này vẫn còn rất là lớn đúng không ạ? Còn bên này thì bọng mắt đã được cải thiện, gần như là nhìn nó không còn rõ nữa. Cái phần bọng mắt là cải thiện rất là rõ rồi. Cái phần rãnh cười thì bên này các chị nhìn thấy nó vẫn còn cái phần rãnh cười rất là rõ, rất là sâu. Còn bên này thì nó đã được căng lên. Và nửa mặt của chị thì lệch hoàn toàn luôn. Đó, bên này của nó thì nó vẫn còn hiện tượng chảy xệ trùng nhão. Còn bên này thì nó đã được căng lên, rất là dễ chịu. Trong quá trình làm thì chị có thấy đau hay là có thấy bất tiện gì không? Không đau em ạ. Không đau đúng không ạ? Đây, bây giờ thì Huế sẽ cho mọi người xem cái ảnh. Đây, cái ảnh của chị trước khi làm đây ạ. Đây là cái ảnh của chị trước khi làm. Thì nhìn thấy rằng là da, thứ nhất là da của chị không được sáng này, lỗ chân lông to này, khô này. Nó có rất là nhiều những cái dấu hiệu lão hóa trên da này. Đặc biệt là cái phần bọng mỡ và những cái phần mà nếp nhăn ở cái vùng mắt, rãnh cười, vùng miệng thì nó rất là rõ. Và bây giờ sau khi làm xong thì các chị sẽ thấy là da của khách hàng nó sáng lên rất là nhiều. Thứ nhất là sáng lên, thứ hai nữa là cái phần bọng mỡ rồi cái phần rãnh cười được cải thiện rất là rõ đúng không ạ? Đó. Các chị có thể so sánh này. So sánh rất là rõ luôn hai bên này. Giống như là hai chị em rồi. Không còn là một người nữa. Đó, rồi ok. Huế Tàu chào tạm biệt các chị và hẹn gặp lại các chị. Chị Mai Anh ơi, thì có thể là khi mà chị là lấy cái bộ V-Line này về làm thì sau tầm khoảng 5 buổi ấy, 4-5 buổi ấy, thì chị có thể là qua văn phòng của em để em xem là cái sự thay đổi của mình sau tầm 4-5 buổi thì nó sẽ như thế nào nhé chị nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Em chào các chị nhé, hẹn gặp lại các chị ở những cái livestream tiếp theo.